Chữ đầu tiên của chương số 10. Chương số 10. Chương số 10 mình đã học xong 6 chữ rồi đúng không? Rồi bây giờ nói về cái này trước đi. Cái này buổi cuối hôm qua còn nói đúng không? Bây giờ hỏi lại các bạn. Bốn cái chữ Hán này đều có một động từ là gì cả? Đều có chung một động từ là gì? Osame được. Osame được. Osame được của chữ tu là dùng như nào? Osame được của chữ tu là dùng khi nào? Là dùng cho ôn tập ạ. Ôn tập, ôn luyện để trao dồi kiến thức, cho bổ sung thêm kiến thức cho mình tốt lên về phần kiến thức, đúng không? Thế còn chữ nạp này cũng là osame được, có nghĩa là gì cả đó? Osame được này dùng khi nào? Nộp thuế. Nộp thuế, nộp tiền, đúng không? Thế còn osame được của chữ trị này là dùng khi nào? Chữa trị. Cai trị. Cai trị, và đằng trước của nó sẽ là kuni, đúng không? Kuni o osame được. Còn chữ thu này, osame được của chữ thu này là gì? Giành được. Giành được, ví dụ giành được một cái thắng lợi là gì? Thắng lợi, ví dụ này. Cho đi. Cho đi o osame được. Đó, thì các bạn chú ý bốn cái chữ Hán và có cùng một động từ này, đúng không? Giờ chúng ta sẽ đọc qua những cái từ vựng ghép kết hợp của những từ 6 chữ Hán đầu tiên của chương 10. Đây là gì ạ? Đâu rồi? Cô ghi. Cô ghi nghĩa là nhá. Đâu rồi? Đô niu sư rư. Tô niu sư. Đô, đô nhá. Đô niu. Thế nào? Tiếp tục. Sido. Sido là hướng dẫn, là chỉ dạy. Thế nào? Sido sư rư. Tiếp tục thì đây nào. Tesoneo. Kodo suru. Kodo suru ở đây là hướng dẫn hoặc là giúp đỡ những cái đứa trẻ hoặc là một người nào đấy để người ta không đi theo những cái con đường xấu, con đường bất chính, thì khi đấy người ta sẽ dùng từ kodo suru. Các bạn có thể hiểu trong tiếng Việt là hướng dẫn, là giúp đỡ. Thế nào? Tiếp tục, con chó dẫn đường cho người mù là gì đây? Cả lớp chó mô đô ken, quyển đọc là ken, thì nghe với cả những âm khác mô đô ken chính là chó dẫn đường cho người mù, người khiếm thị, đúng không? Thì đây ạ, chữ chuyên và chữ gì niệm, đúng không? Đọc là sen ne. Nên, nên. Tên nên có nghĩa là gì? Chuyên tâm, chú chuyên tâm. Tâm. Chuyên tâm, chú tâm vào một việc gì đấy. Ví dụ, chuyên tâm, chú tâm vào học hành sẽ là? Bên kyo. Kyo ni, sen nên sư. Rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Chuyên và tự công. Tên cô là gì? Là mình có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nào đó thì mình nói là senko. Không. Ví dụ senko ở đây là nói về cái chuyên ngành mà mình đang theo học ở trường đại học, trường cao đẳng, thì khi đấy sẽ dùng là senko. Ví dụ mình đang học chuyên ngành điện thì mình sẽ là denkyo senko shite iru, có nghĩa là tôi đang học chuyên ngành điện đấy. Còn khi nói về cái nghề nghiệp, cái công việc của mình thì lúc đấy mình sẽ dùng từ sen môn rồi. Hiểu sự khác nhau của hai từ sen cô và sen môn chưa? Hay. Một cái là chuyên ngành, còn cái là chuyên môn. Được không? Chú ý như vậy. Tiếp tục. Khóa học là gì đây ạ? Chữ cấu và chữ bạn. Cô. Chữ giảng và chữ tọa. Xin lỗi. Cô ra. Cô ra. Khô ra thì là khóa học rồi nè. Giáo viên, giảng viên, dễ rồi. Cô si. Cô si. Tiếp tục. Đối hạn. Gen gì đấy? Gen. Gen cai. Gen cai. Tiếp tục.
Sen gì? Senmon. Senmon. Mọi người hiểu sự khác nhau của senko và senmon chưa? Hiểu sự khác nhau của hai từ này không? Senmon nói về cái nghề nghiệp của mình, nói về cái chuyên môn của mình và mình có nhiều năm kinh nghiệm về nó. Còn senko này thường được sử dụng khi nói về cái chuyên ngành mà mình đang theo học ở trường đại học, cao đẳng. Được chưa nào? Thì khi đấy người ta sẽ dùng cái từ senko này. Idesta. Hay, tiếp tục. Nghĩa vụ là gì ạ? Hay. Jimu. 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 Đúng không? Chuyên dụng là gì đây? Senyo. Senyo. Chính là chuyên dùng cho một đối tượng nào đấy. Đúng không? Tiếp tục. Tham dự giờ giảng, giờ học là gì đấy? Juko, 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 được rồi, được rồi. Tiếp tục. Koen, Koen, Koen là gì? Là giảng diễn là. Koen là diễn thuyết. Diễn thuyết là buổi nói chuyện về một cái gì đó. Đây nè. Koen. Tiếp tục. Giri. Giri là nghĩa lý. Đây nè. Tiếp tục. Chính nghĩa là gì đó? Chính nghĩa là gì các bạn? Có sao mình không nghe thấy mọi người nói nhỉ? C gì? Segi. Tiếp tục, định nghĩa là gì ạ? À, nhanh nào. Tegi. Tiếp tục. Chế hạn là gì ạ? Segen. Có nghĩa là gì? Giới hạn. Là giới hạn, là hạn chế, đúng không? Tiếp tục, mức thấp nhất là gì ạ? Sai tê ghen. Sai tê ghen. Quyền hạn là gì đấy ạ? Ken ghen. Ken ghen. Rồi, nói về tiết học. Ichiji gì? Ichiji. Ghen mê. Thế tiết 2 thì sẽ nói là gì ạ? Tiết 2 thì sẽ là gì? Ni ghen mê. Niji ghen mê. Niji ghen mê. Z-game này. Rồi giấy chứng nhận kết thúc khóa học là gì đây? Studio Social. Studio Social. Đúng không? Chữ tu và chữ sĩ là gì đây? Tiến, à, thạc sĩ là gì các bạn? Su sĩ. Su sĩ. Đúng không? À, gì? Thạc sĩ. Đúng không? Chuyến du lịch với mục đích học tập là gì đấy? Shugaku Ryoko. Đúng không? Sửa chữa gì dễ rồi nhé cả đó. Shudi. Hay, rồi chúng ta sẽ đến với những chữ Hán tiếp theo của chương số 10. Các bạn mở tài liệu ra. Rồi chúng ta sẽ đến với 30 chữ còn lại của chương số 10. Và chữ tiếp theo đó là chữ gì đấy ạ? Thuật. 251, đúng không? Chữ thuật, thuật này có nghĩa là gì cả đó? Thuật tức là miêu tả, nói ra. Có nghĩa là nêu, nêu. Hay nói khác là nêu là nói ra cái ý tưởng, cái ý kiến của mình. Thì đó là nêu. Và cái từ noberu này sẽ tương đồng với từ imas, đúng không? Rồi đầu tiên, cảm tưởng là gì đấy các bạn? Kanso. Kanso, ố, gì? Nobero. Chính là nêu cảm tưởng. Nêu ý kiến thì mình chỉ cần thay cái từ iken vào thôi, đúng không? Iken, ố, nobero. Đấy chưa nào? Khi nó ghép với các chữ án khác thì nó sẽ đọc là jutsu. Jutsu, đúng không? Chúng ta sẽ đến với những từ ghép với chữ thuật này. Đầu tiên, ký thuật. Chữ thí nghiệm đằng sau thì mình không nói nhé.
và khẩu thuật. Bây giờ kỹ thuật đọc là gì các bạn? Jitters. Thế còn khẩu thuật là gì? Co-jitter. Vậy, scan là kỳ thi rồi đúng không? Kỳ thi viết và kỳ thi gì các bạn? Nói. Đúng rồi, kỳ thi viết và kỳ thi nói. Đấy là một cặp từ luôn. Kijutsu scan và kojutsu scan chính là kỳ thi viết và kỳ thi nói. Cứ thấy có chữ ký này là nói rồi, à là viết rồi, đúng không? Tiếp tục. Rồi, hai từ này cũng rất là dễ. Đằng trước chủ ngữ là gì đấy các bạn? Sugar. Thế còn vị ngữ là gì? Chưa. Vị ngữ là gì? Jitsugo. Đúng rồi, đấy chính là chủ ngữ và vị ngữ. Được nào? Jitsugo chính là vị ngữ. Được nào? Hay. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với chữ hán số 2. Chữ 2 thì cũng rất là dễ. Chữ tương hay tướng này trong từ tương lai thì chúng ta đã biết từ rất là lâu rồi. Đúng không? Nhưng tương tướng này còn trong từ tướng quân nữa. Đúng không? Thủ tướng, tướng quân, đội trưởng. Thì khi đấy cũng dùng chữ tương hoặc chữ tướng này. Âm Hán Việt của nó là tương hoặc tướng nhé các bạn. Mình có cách nhớ đó là gì đấy ạ? Nằm trên giường thì bên phải đấy, à bên trái này mình coi nó như cái giường. Đúng không? Vắt tay lên trán và nghĩ về tương lai. Vắt tay lên trán, đây là tay đúng không? Hai cái tay vắt lên trán và nghĩ về tương lai. Được không? Nó chỉ có một âm đọc là show thôi. Show, các bạn chú ý có trường âm nhé. Chúng ta sẽ đến với những từ vựng của nó. Chữ chủ và chữ tướng đọc là gì? Đọc là gì đấy mọi người? Siêu không có trường âm nữa. Siêu sô ở đây chính là đội trưởng. Siêu sô chính là đội trưởng. Đấy nào. Watashi wa chimu no siêu sô ni erabareta. Tôi được chọn là đội trưởng của đội, của team. Đúng không? Tiếp tục. Chữ tướng và chữ quân đọc là gì các bạn? Shogun. Chính là tướng quân. Đúng không? Shogun chính là tướng quân. Shogun. Tiếp tục. Shorai. Rồi đó là chữ tướng. Tương, đúng không? Ta sẽ đến với chữ bác. Chữ bác này các bạn gặp trong từ nào ngày xưa học trong cái từ bảo tàng mỹ thuật là gì cả đó? Mỹ thuật chữ cảng. Đấy. Hakubutsu cảng. Đúng không? Thì chính là chữ bác này. Và từ đầu tiên chính là từ vựng đó. Chữ bác, chữ vật và chữ quán đọc là Hakubutsu cảng. Hakubutsu cảng chính là bảo tàng mỹ thuật, đúng không? Hakubutsu cảng. Và chữ bác này còn có nghĩa là giáo sư nữa. Khi nó ghép với chữ sĩ chính là từ vựng số 2 này. Đúng không? Chữ bác, chữ sĩ và chữ hiệu. Bây giờ chữ hiệu các bạn bỏ qua chữ nào nhé. Bây giờ mình có từ bác sĩ đọc là gì chữ nào? Hakase. Đây là đặc biệt. Hakase nhé. Không đọc Hakase nhé. Hakase là giáo sư tiến sĩ. Được không? Còn thêm chữ hiệu này đằng sau vào là bằng cấp. Được không? Nó nói về cái bằng cấp thôi, hay nói khác là cái bằng cấp, cái danh hiệu giáo sư tiến sĩ. Hakase gì? Hakase go. Oh, các bạn có chữ thu và chữ đặc. À, chữ đắc. Được không? Từ này đọc được, à, đọc ghép ở bình thường thôi, đọc là shu gì cả đó. Shutoku suru. Shutoku. Rồi, shutoku ở đây mọi người cũng nhớ từ này luôn nhé. Shutoku là đạt được một cái bằng cấp nào đấy. Được nào? Thì khi đấy người ta cũng có thể dùng shutoku. Ví dụ N2 o shutoku shita. Đấy nào. N2 o shutoku shita. N3 o shutoku shita. Đều được. Đấy nào. Shutoku. Shutoku có nghĩa là đạt được, là giành được một cái bằng cấp gì đó. Đều nào. Hakase go ở đây chính là bằng giáo sư tiến sĩ. Đấy nào. Shutoku. Tiếp tục. Chúng ta có từ Hakase đây rồi nhá. Đúng không? Đằng trước là y học. Thì từ này dễ đọc là gì đó ạ? Từ vựng đầu tiên.
Y gaku. Gaku. Hakase. 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 Là giáo sư tiến sĩ y gì? Y học. Y học. Y học. Ừ, cái con bác học là gì đây? Bác học. Haku gaku. Haku gaku. Haku gaku ở đây là một tính từ đuôi na. Nó sử dụng để nói về một người uyên thông, một người thông thái. Giống như kiểu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thì những người như vậy được gọi là haku gaku. Bác học, đúng không? Bác học. Người thông minh. À, xin lỗi, người thông thái, người uyên thông. Thì khi đấy người ta sẽ dùng từ haku gaku. Đây là một tính từ đuôi na. Được chưa nào? Tiếp tục, chúng ta có từ bác ái. Người nhìn thấy bác ái chưa? Nghe âm Hán Việt cũng chính là nghĩa trong trong tiếng Việt rồi, đúng không? Bác ái đọc là gì? Haku ai. Haku ai. Haku ai chính là bác ái, là tấm lòng yêu thương mọi người, bất cứ người giàu hay người nghèo hay người gì đó không phân biệt, đúng không? Tấm lòng bác ái. Shinse à, đúng rồi, shin, se shin là tinh thần, đúng không? Haku ai no se shin chính là tinh thần bác ái, đúng không? Tiếp tục, đó là chữ bác. Chúng ta sẽ đến với chữ số 4. Chữ sách. Sách này trong từ gì cả đó? Sách này có nghĩa là gì? Phải hiểu nghĩa chữ Hán trước đã. Sách có nghĩa là gì ạ? Sách ở trong sách lược, trong sách. Sách lược. Đối sách. Tai sa cử. Tai sa cử. Có thể học tai sa cử đây, đúng không? Đây, chính là đối sách, là biện pháp, là sách lược, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến với những từ vựng, nó chỉ có một âm đọc là sa cự thôi, đúng không? Chính sách là gì đây cả lớp? Se sa cự. Se sa cự. Se sa cự. Ốt ta tê được, ta tê được là lập, đúng không? Lập cái chính sách thì không có gì nữa nhé. Tiếp tục, đối sách là gì đây? Tai sa cự. Tai sa cự. Enemy no tai sa cự. Đúng không? Là biện pháp, là đối sách để giải quyết một việc gì đó, đúng không? Thai sa cử là biện pháp, là đối sách. Tiếp tục, pháp sách là gì? Hô sa cử ở đây chính là phương pháp, là kế lược, kế sách, được nào? Hô sa cử chính là phương pháp, lập phương pháp thì là hô sa cử tha thế được, được nào? Rồi, chữ sách rất là đơn giản. Nhớ là chúng ta chỉ có 3 từ vựng đó thôi, đúng không các bạn? Nhớ nhá, se sa cử, thai sa cử, hô sa cử. Nhớ 3 từ vựng đó là được rồi, đúng không? Chữ thi. Thi có nghĩa là gì mọi người? Thơ. Thơ, đúng không? Thì bên trái là ngôn, bên phải là chữ tự. Tự chính là ngôi chùa, nên mình có cách nhớ là những cái lời nói, những cái lời mà đã nói ra ở chùa sẽ trở thành bài thơ, đúng không? Rồi xuất khẩu thành thơ á. Những cái lời mà đã nói ra ở chùa thì sẽ trở thành bài thơ. Si chính là thơ, đúng không? Làm thơ là gì đấy cả đó? Si o tsukuru. Si o tsukuru. Thơ nhân là gì đó? Người làm thơ là gì? Hay là khác là thơ nhân, người làm thơ là gì? À. Si gì? Si jin. Shijin, đúng rồi, phải chân tiệu phải Shijin, đúng không? Shijin, tập thơ là gì cả đó? Shishu. Shishu. Shishu có trường âm nhá. Thế còn chữ Hán và chữ thơ đọc là gì? Ghép vào bình thường thôi nào. Than gì nào? Than Shi. Than Shi. Than Shi chính là thơ của Trung Quốc, đúng không? Thơ Trung Quốc, Than Shi. Đây, chúng ta sẽ đến với chữ cuối cùng trong 6 chữ đầu tiên này. Đó là chữ cơ. Cơ này chính là cơ gì? Cơ bản, là nền tảng, đúng không? Cơ chính là cơ bản, là nền tảng, là cái nền tảng để thực hiện một cái việc gì đó chẳng hạn, đúng không? Nền tảng, nền móng thì đó là cơ. Các bạn thấy nó có hai âm đọc là mô tô và mô tôi, đúng không? Thì mình đã bỏ đi, gạch trừ đi cái âm đọc đó là mô tôi rồi, không dùng. Còn âm đọc là mô tô này ấy, nó sẽ được sử dụng trong một mẫu câu ngữ pháp mà các bạn đã được học vào kiến thức của N3. Đó là gì, bạn nào còn nhớ không? Mô tô duy tê. Mô tô duy tê là gì?
Mô tô duy tê là gì? Dưới sự hướng dẫn của ai đó hay là tuân theo cái gì đó. Là dựa theo, là trên một cái cơ sở, một cái căn cứ nào đấy để thực hiện một hành động, đúng không? Thực hiện một việc gì đó. Rồi chúng ta nhìn vào ví dụ đầu tiên, chính là cái cách dùng của cái ngữ pháp đấy. Được nào? Nào, câu này có nghĩa là gì đây Thanh Sản? Câu này có nghĩa là gì? Đọc lên trước đó, nào, đọc lên nào bạn. Gì ni mô tô duy ta hanashi o kita. Tôi đã nghe cái câu chuyện dựa trên cái việc có thật đã xảy ra. Đúng rồi. Tôi đã nghe một câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật. Jijitsu ở đây là cái chuyện có thật. Đúng không? Jijitsu. Chuyện đã xảy ra trên thực tế, chuyện có thật thì đó là jijitsu. Rồi tiếp tục. Chữ cơ và chữ bàn. À chữ cơ và chữ sở chứ, xin lỗi. Âm Hán Việt là cơ sở chứ. Cơ và chữ sở. Đọc là gì luôn? Kiso. Kiso ở đây là nền móng, là cơ sở. Đấy nào. Là cơ sở, là nền móng. Nền móng của một cái việc gì đấy. Đấy nào. Kiso là nền móng, là cơ sở. Đó là kiso. Nền móng là nền tảng, là cơ sở. Đấy nào. Thì đó là kiso. Tiếp tục. Cái này là gì ạ? Chữ cơ và chữ bàn. Đây là chữ bàn nhé các lớp. Chữ Hán Âu Châu chính là chữ bàn. Cơ bàn. Đọc là Kibang. Kibang là gì? Chakateki Kibang. Cơ bản này. Không, nó là cái nền tảng. Đúng không? Nó là cái nền tảng. Nền tảng mang tính xã hội. Thì thế nào? Chakateki na Chakateki na xã hội tế kỳ kỳ bằng hoặc xã hội tế kỳ năng kỳ bằng để được để thế nào. Tiếp tục ở trên cái tài liệu file mình gửi cho các bạn nó bị nhầm một chút, đó là hơi nhầm một chút ở chỗ đấy, vì ở trên file là các bạn thấy đó là chữ tư đúng không, phải không? Thấy đó là chữ tư đúng không? Rồi sửa thành chữ kia chữ, mọi người sẽ sửa thành chữ cơ để nhé, nhớ nào. Sửa thành chữ cơ. Chữ cơ và chữ kim đọc là gì? Kim. Kim. Đúng không? À, bạn nào có thể nhắn tin cho bạn Dung ở trên nhóm cái ID và pass của cái room này của mình giúp lên được không? Hay kim kim ở đây là tiền gì các bạn biết không? Kim thì liên quan đến tiền rồi nhá. Tiền cơ bản này, tiền nền móng à. Kim ở đây là tiền quỹ, đúng không ạ? Kikin là tiền quỹ của một cái tổ chức, một cái nhóm nào đấy thì gọi là Kikin, chính là tiền quỹ. Nhớ này. Kikin chính là tiền quỹ, nhớ nhá. Tiếp tục. Cơ bản đích thì từ này dễ rồi, đọc là gì? Kihon teki. Thế nào? Cơ bản thì đó là Kihon teki. Ok. Một cái nữa, quy chuẩn. Kizun là gì? Cái mức sống hay mức gì đó cơ bản hả thầy? Không, kizun là tiêu chuẩn. Thế nào? Quy chuẩn, tiêu chuẩn thì đó là kizun. Kizun chính là tiêu chuẩn, là quy chuẩn. Nhìn được ví dụ này. Sore wa kizun no koemasu. Cái đó thì sẽ vượt qua cái tiêu chuẩn, cái quy chuẩn. Nhớ nào. Kijun. Hay, đó là những chữ Hán đầu tiên, là những 6 chữ đầu tiên của chương số 10. Nhớ nào. Phần ôn tập này buổi sau chúng ta sẽ ôn. Nhớ. Còn chúng ta sẽ đến với những từ vựng tiếp theo. Những chữ Hán tiếp theo xin nói. Chữ số 257 đó là chữ gì đấy cả lớp? Điều ở trong điều kiện đó. Đúng rồi, điều trong điều kiện. Cách nhớ của nó cũng rất là đơn giản, mọi người thấy á. Ở bên trên thì nó giống như mùa đông, đúng không? Fuyu. Ở bên dưới là cái cây, thì mình có thể nhớ là hoàn thành cái điều kiện trồng cây vào mùa đông.
Nhớ như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng viết hơn, đúng không? Và nó chỉ có một âm đọc là jo trong từ joken, đúng không? Joken. Bắt đầu. Điều kiện đây rồi đúng không cả lớp? Joken o. Ồ, chữ đề và chữ thị từ bài học rồi đọc là gì? T gì? T. T gì? Đúng không? Chính là cho xem, cho thấy. Tiếp theo. Chữ điều và chữ ước đọc là gì các bạn? Dô giác cử hả? Dô giác cử là gì? Giác cử. Dô giác cử là gì? Điều khoản hả thầy? Không, là hiệp ước. Là hiệp ước. Dô giác cử chính là cái hiệp ước. Hiệp ước, hiểu. Nói hiệp ước thì chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Hiệp ước là cái thỏa thuận theo luật quốc tế, đúng không? Được đưa vào bởi các tác nhân trong luật quốc tế, đại loại là hiệp ước thì nói tiếng Việt thì các bạn biết rồi, như thế nào? Hewa joyaku o musubu chính là ký kết cái hiệp ước hòa gì? Hòa bình. Hewa joyaku, đúng thế nào? Hay. Tiếp tục. Cái từ dân và chữ pháp này chưa nói đến, đúng không? Chúng ta có chữ đề, chữ nhất và chữ điều. Từ này đọc là dai gì các bạn? Dai ichi jo. Đây dai ichi jo. Số đếm, bây giờ mọi người nhớ này, số đếm đứng trước chữ điều này nó sẽ sử dụng để nói về đấy là điều số 1, số 2 hay số 3 trong một cái luật nào đấy. Đúng không? Thì đây chính là điều số 1 đúng không? Dai ichi jo. Chính là điều số 1 trong luật dân pháp, chính là min gì? Minbo. Minbo dai ichi jo. Chính là điều số 1 trong luật, luật Minbo ở đây chính là luật dân sự. Được chưa nào? Minbo chính là luật dân sự. Dai ichi jo chính là điều số 1. Được chưa nào? Đấy, thì cái từ này các bạn nào mà hay đọc văn bản giấy tờ của Nhật thì chắc chắn sẽ dùng nhiều. Được nào? Rồi, đó là chữ điều. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta có từ joken, joyaku và dai ichi jo. Thế là được rồi. Điều 1, hiệp ước và điều kiện là được. Được nào? Chữ lệnh là trong từ gì cả đó? Mệnh lệnh. Mere. Được nào? Vì dịch Covid nên đã ra mệnh lệnh ở nhà cách ly. Thì các bạn thấy ở dưới là nhà, ở trên là mái nhà, dưới giống như hình người thôi, nên mình có cách nhớ như vậy. Được nào? D. Tiếp tục. Chúng ta nhìn vào mệnh lệnh. Từ này rất là đơn giản rồi. Đọc là gì cả đó? Mere. Mere. Cái mẫu ngữ pháp này học chưa? Mere ni shitagatte. Shitagatte. Tuân theo mệnh lệnh. Là theo như mệnh lệnh. Được nào? Theo như chỉ thị đó, theo như yêu cầu, vân vân, đúng không? Rồi chữ lệnh này thì chỉ có mỗi từ mê đê này thôi, được không cả lớp? Chúng ta sẽ đến với chữ tư hoặc chữ ti. Tư hoặc ti này có nghĩa là gì cả lớp? Tư hoặc ti này có nghĩa là gì? Nào ai cho mình biết nào? Tư hoặc ti có nghĩa là gì? Đầu tiên phải hiểu nghĩa chữ Hán chứ không? Tư hoặc ti có nghĩa là một cái nó là một cái ca từ trong một bài thơ hoặc trong một bài hát nào đấy thì đó là tư hoặc ti, đúng không? Và nó cũng sử dụng nhiều ở từ động từ và danh từ trong tiếng Nhật, đúng không? Động từ là gì cả đó? Động từ trong tiếng Nhật nói như nào? Doshi. Doshi. Thế còn danh từ thì nói như nào? Meshi. Meshi. Tính từ thì dùng từ nào? Keyoshi. Keyoshi. Trợ từ thì dùng từ nào? Joshi. Joshi. Được nào? Tiếp tục, chúng ta có từ thượng, tư và chữ tư hội. Một ví dụ này mình sẽ nhớ cả hai từ luôn. Được nào? Đọc là gì đấy ạ? Thượng, tư đọc là? Joshi. Joshi. Thế là gì? Nghĩa là gì? Cấp trên. Cấp trên. Cấp trên. Thế còn chữ tư và chữ hội đọc là gì? Shikai. Shikai. Shikai có nghĩa là cái nghề gì? Si.
MC dẫn chương trình thì đó là Shikai, đúng không? Shikai chính là MC là dẫn chương trình, đúng không? Tiếp tục, chúng ta có chữ tư và chữ thư, đọc là gì? Shisho á? Đúng rồi, Shisho. Shisho là gì, biết không? Shisho. Giải thích nghe cho các bạn dễ hình dung danh nghĩa của từ này nhé. Shisho là cái từ để chỉ, ví dụ ngày xưa khi chúng ta đi học ở trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì sẽ có sẽ có thư viện, đúng không? Thì trong cái thư viện đấy có một thầy cô giáo chuyên gia ở đấy để cho chúng ta mượn sách hoặc sắp xếp sách ở trong thư viện. Thì những cái người như vậy được gọi là tư bản, đúng không? Hoặc là shisho chính là trong tiếng Việt sẽ là thủ thư. Dùng thủ thư đúng không phải đâu? Thủ thư. Đúng rồi, thầy thủ thư ạ. Shisho. Thủ thư đúng không? Đến gặp thủ thư để mượn sách đúng không? Shisho. Ok. Tiếp tục. Chúng ta có ba từ. Đầu tiên lập pháp này, tư pháp này, hành chính này, đúng không? Lập pháp đọc là gì cả đâu? Lập pháp. Lập pháp sẽ đọc là tipo, đúng không? Alo. Tipo. Kikoemasu ka? Mọi người không nghe thấy gì à? Cả lớp không nghe thấy không? Alo. Có nghe mà, sensei. Ôi trời, sao hỏi không ai trả lời. Lập pháp đọc là gì? Dippo. Dippo. Đó phải hô đi chữ. Luật pháp mới là hô đi chữ. Còn lập pháp cơ mà. Dippo. Âm ngắt. Dippo. Dippo đúng không? Và hô đúng không? Sẽ có âm ngắt. Dippo. Dippo. Thế còn tư pháp là gì? Shiho. Shiho. Đúng rồi. Shiho. Và hành chính là gì? Hành chính. Hành chính. Chữ này bình thường đọc là cô đúng không? Trong từ này không đọc là cô đâu nhá. Nó đọc khác gì ạ? Đọc là gyo. Gyose. Gyose. Chính là hành chính. Gyose. Gyose. Chính là hành chính. Rồi đó, chúng ta sẽ có những cái từ như vậy. Đúng không? Shiho. Joshi. Shikai. Shisho. Thủ thư. Đúng không? Và có một động từ các bạn cần phải nhớ, một cái động từ. Mọi người nhìn thấy động từ mình đã viết bổ sung lên phía bên trên của cái tài liệu rồi, đó là tsukasadoru. Được chưa nào? Thì tsukasadoru này nghĩa của nó là phụ trách. Được chưa nào? Các bạn sẽ ghi nghĩa của nó vào nhá. Ở kiến thức của N2 thì có thể ít dùng, ít gặp từ này. Nhưng các bạn nhớ đi ạ, để sau này khi chúng ta học lên N1 thì lúc đấy chúng ta sẽ lại được nhắc lại, dù chúng ta có quên đúng không, nhưng ít ra thì chúng ta cũng đã từng học nó ở trong đầu rồi, thì đến khi học mà gặp nó ấy, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng nhớ nó hơn hoặc nhớ nó cũng sẽ nhanh hơn, đúng không? Tsukasadoru là phụ trách nhá. Phụ trách ở đây đó là phụ trách một cái chức vụ gì đó trong công việc này, phụ trách một cái nhiệm vụ này, hoặc phụ trách một cái vai trò nào đấy, thì khi đấy sẽ dùng tsukasadoru. Đấy là hiểu nghĩa về động từ này chưa cả lớp? Phụ trách nhá. Phụ trách một cái chức vụ gì đấy trong công việc, một cái nhiệm vụ gì đấy, hoặc một cái vai trò nào đó. Được nào? Ok. Thì đó là tsukasadoru. Jiuyou na yakume o tsukasadoru. Được nào? Chính là phụ trách một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Yakume chính là nhiệm vụ. Được nào? Rồi, hiểu động từ này chưa cả đó? Tsukasadoru. Muốn các bạn nhớ thêm từ này nha. Đó là chữ tư. Chúng ta sẽ đến với chữ chế. Chế này dễ hơn rất là nhiều. Chế này trong từ giới hạn, hạn chế vừa nãy mà mình đã học, à, buổi trước đã học. Trong từ seigen đó. Đúng không ạ? Trong từ seigen đó. Đúng không? Rồi bây giờ mình xem nó có những từ vựng gì nhá. Đầu tiên, hiệp ước là gì đây? Hiệp ước, gặp lại từ hiệp ước này. Yoyaku. Và chế định sẽ đọc là CT. CT là ban hành. Ban hành một cái quy tắc, một cái
luật pháp là đấy, thế nào? Thì đó là CT ban hành hiệp ước, ban hành một cái luật pháp nào đó, ban hành một cái luật nào đấy hoặc ban hành một cái quy tắc nào đó. CT, thế nào? CT. Tiếp tục. Chữ chế và chữ chỉ đọc là gì? CC chính là năng nạo, cả nạo, đúng rồi. CC chính là năng nạo là cả nạo. CC chính là năng nạo là cả nạo. CC là năng nạo là cả nạo, hiểu không? Phát ngôn là gì? Ngăn cái sự phát ngôn lại là gì đấy? Hatsugen, hatsugen. Tiếp tục, cưỡng chế, ép buộc là gì ạ? Cưỡng chế, ép buộc là gì? Đọc là kyose. Nghĩa chính là cưỡng chế là ép buộc như thế đó. Kyose sareta, bị cưỡng chế, bị ép buộc. Kyose. Chế độ là gì đấy? Chế độ, từ này dễ rồi đúng không? Chế phục là gì? Chế phục cử là gì cả đó? Chế phục cử là gì? Ô, không biết chế phục cử là gì, trả lời chậm vậy. Chế phục cử chính là đồng phục của chúng ta, đúng không? C phục cử, C có trường âm, nhớ là chủ chữ chế này sẽ luôn có trường âm, được không? Rồi vẫn còn hai từ vựng, ba từ vựng nó liên quan đến chữ chế này cả. Rồi đầu tiên, giao thông quy chế đọc là gì đây? Cô chữ kí xe ở đây là cái mình hiểu nó là cái việc kiểm soát giao thông. Kiểm soát giao thông này ở đây đó có nghĩa là như nào? Ví dụ ở trên cái đoạn đường mà mình di chuyển, nó có một cái chỗ đoạn người ta sửa chữa đường ở đấy ấy. Người ta sửa chữa đường đúng không? Thì trước đấy sẽ có một anh cảnh sát giao thông hoặc có một người đứng ở đấy để kiểm soát giao thông, để chỉ đường cho mọi người là không đi lối này nữa mà hãy đi sang lối này, hoặc là đi sang một hướng khác. Mọi người hình dung ra cái tình huống đấy chưa? Thì cái việc làm đó được gọi là kotsukise, chính là cái việc kiểm soát giao thông, để điều khiển giao thông đi thăng một hướng khác khi nó có một cái gì đó sửa chữa hay xây dựng ở trên đường, được không? Thì đó là kotsukise. Hiểu cái từ vựng này chưa? Hiểu cách dùng của từ vựng này chưa? Gì đẹp sáng người ta? Việc kiểm soát giao thông, được không? Thế là được rồi, được không? Tiếp tục. Giới hạn độ tuổi là gì đấy? Từ này khá là dễ. Nenre segen. Nên đề xe gền. Tiếp tục. Tiết chế là gì? Từ này từ có âm ngắt. Sẹt xe chính là tiết chế. Các bạn nhớ cho mình một cái từ này, cái động từ ở đằng sau trong ví dụ đấy, kokorogakeru. Từ này rất là hay gặp ở nó hai. Bạn nào biết rồi thì ôn lại, bạn nào chưa biết thì bổ sung thêm để nhớ, được không? Kokoro ga keru ở đây chính là sự cố gắng, sự nỗ lực để làm một việc gì đấy. Kokoro ga keru, cố gắng nỗ lực để làm hành động nào đấy, để làm, để thực hiện một việc gì đó. Đó là kokoro ga keru. Được chưa nào? Kokoro ga keru. Anh chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chữ số 5, chữ 261, chữ tỉnh. Tỉnh có nghĩa là gì cả đó? Tỉnh là trong tỉnh, lược bớt à? Lược bớt, lược bỏ, cắt giảm, thì đó là tỉnh, đúng không? Tỉnh chính là cắt giảm, là lược bớt. Quan sát bằng mắt để cắt giảm một chút lượng công việc không cần thiết, đúng không? Ở trên là một chữ thiểu, chính là scotchy, là một chút, ở dưới là chữ mục, đúng không? Nên mình có cách nhớ như vậy, quan sát bằng mắt để cắt bớt đi một chút công việc không cần thiết, được không? Hãy động từ, các bạn sẽ nhớ cho mình hai động từ,
Habuku là cắt giảm, là lược bớt, là cắt bớt những cái không cần thiết đi. Được không? Habuku là cắt giảm, là lược bớt, là cắt bớt đi những thứ không cần thiết. Đó là habuku. Được chưa nào? Còn cái nghĩa số 2 thì nó lại hoàn toàn khác với cái nghĩa số 1. Kaeri miru. Kaeri miru ở đây có nghĩa là nhìn lại, là xem lại những cái hành động, những cái việc mà mình đã làm. Thì đó là kaeri miru. Là nhìn lại, là xem lại những cái hành động hoặc những việc mà bản thân mình đã làm. Thì đó là kaeri miru. Vậy hiểu hai động từ này chưa cả đâu? Hiểu chưa? Hai. Còn khi ghép với các dự án khác, nó có hai âm đọc thì cả hai âm đọc này đều hay dùng, đúng không ạ? Đó là sho hoặc là se, thì cả hai từ này đều là hai cái âm đọc hay sử dụng, nên chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng ví dụ một nhé. Đầu tiên thủ gian là gì đây? Tema. Tema là gì? Tema. Quên nghĩa rồi thầy. Tema là cái công sức để làm cái gì đó thì đó là tema. Đúng không? Tema là công sức nha. Tema là công sức. Tema o habuku chính là cắt bớt cái gì đấy, cái công sức để làm một hành động nào đó đi. Để xem nào. Habuku cắt bớt, lược bớt, giảm bớt. Để nào. Tiếp theo. Rồi, kaeri miru vừa nói nghĩa là gì cả đó? Nhìn lại những hành động đã làm. Nhìn lại những hành động, những việc bản thân mình đã làm, đúng không? Thì thấy ví dụ mình lại thấy dễ ôn lại nghĩa thôi, đúng không? Jibun no koto kaeri miru, nhìn lại những cái hành động của bản thân. Nhìn chưa nào? Những cái hành động, những cái việc làm của bản thân. Rồi, hiểu hai động từ rồi đúng không cả lớp? Chúng ta sẽ đến với những từ ghép, được nào? Rồi, từ này dễ rồi, gặp nhiều lần rồi. Tỉnh lược đọc là gì ạ? Số. Số. Reku. Số reku. Số reku chính là cắt bớt, là lược bớt, thế nào? Bằng với habuku. Đó cả lớp. Nhưng số reku thì trong thực tế thì người ta thấy người ta hay dùng hơn, thế nào? Số reku là cắt bớt, là lược bớt đi. Tiếp tục, phản tỉnh đọc là gì cả lớp? Han se suru. Han se là gì? Ăn năn hối hận. Là tự kiểm điểm, tự xem lại bản thân. Ví dụ han se shinasai chính là tự xem lại mình đi. Đâu cả lớp. Khi chúng ta muốn bảo ai đó là tự xem lại mình đi thì sẽ là han se shinasai chẳng hạn, hoặc han se shite kudasai. Còn khi mình nói là tôi sẽ tự xem lại bản thân tôi thì sẽ là han se suru. Đúng không? Thì hanse suru ở đây là chính là nhìn lại, xem lại những gì bản thân mình đã làm. Thì đó là hanse suru. Được chưa nào? Hanse. Tiếp tục. Quy tỉnh đọc là gì? Kise suru. Kise suru. Kise là gì? Về quê à? Về quê. Về nhà là gì cả lớp còn nhớ? Kitaku. Kitaku. Đúng không? Về nước là gì? Kikoku. Kikoku. Rồi, siêu quá. Đúng không? Đây, tiếp tục, chúng ta sẽ đến với chữ sảnh. Mọi người chú ý cho mình nhé. Sảnh này sử dụng để nói về một cái cơ, nói về cái bộ máy của nhà nước ở bên Nhật. Sảnh này có nghĩa là nói về một cơ quan, một cái chính quyền nào đấy ở nhà nước, liên quan đến nhà nước, liên quan đến chính phủ. Đấy nào. Thì sảnh ở đây nó sẽ sử dụng để nói về một cái chính quyền hoặc một cái cơ quan nào đấy của nhà nước. Được không? Ok. Đó là chữ sảnh và nó chỉ có một âm đọc là cho. Đầu tiên, cơ quan trung ương là gì đây cả lớp? Chiu o se cho hả thầy? So cho. So cho. So cho. So cho. Mọi người chú ý này, vừa tỉnh nữa, tỉnh này khi đứng trước, khi nó nói về một bộ máy của nhà nước, thì tỉnh này có nghĩa là một bộ, đúng không? Tỉnh này ví dụ bộ công thương, bộ ngoại giao, gì đó, thì khi đấy nó sẽ dùng chữ tỉnh này còn có nghĩa là bộ nữa, đúng không cả lớp? Đấy nè, thì đó là
bộ, à, chữ tỉnh. Còn chữ sảnh này thì có nghĩa là một cơ quan, được chưa? Nên cái từ chiu o so cho ở đây ấy, nó là từ này nó sẽ có nghĩa là bộ và cơ quan trung ương, à, các là bộ và cơ quan chính phủ, được không? Thì đấy là cách dùng của chữ tỉnh thì nói về một bộ máy cơ quan của nhà nước và chữ sảnh, được không ạ? Rồi, tiếp tục. Tokyo to, đúng không? Tokyo to là thủ đô Tokyo rồi. Và thêm chữ sảnh vào đằng sau, nó sẽ đọc là gì thôi? Tokyo to. Tokyo to. Tokyo to. Ở đây nó nói về những cái cơ quan, những cái chính quyền của thủ đô Tokyo. Tokyo to. Những cái cơ quan, những cái chính quyền ở thủ đô Tokyo. Được không? Liên quan đến hành chính rồi đấy. Nên là cái từ này các bạn chỉ cần nhớ tỉnh này, nó sẽ nói về một cơ quan của một bộ máy nhà nước. Được không? Một từ nữa. Khí tượng tỉnh đọc là gì? Kizocho. Tại zo. Ờ thì Kizocho. 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 Chính là cơ quan khí tượng. Thì cơ quan khí tượng này thuộc nhà nước chưa? Đúng không các bạn? Nên là khi thấy chữ sảnh này, nó sẽ nói về một cái cơ quan. Còn khi nói chữ tỉnh này, nó sẽ nói về một bộ. Bộ trong bộ máy nhà nước. Đó là một cơ quan, một chính quyền thì là chữ sảnh. Đó, nhớ như vậy. Khi xô chỗ chính là cơ quan khí tượng. Được không? Rồi trong chữ sảnh này thì các bạn chỉ cần nhớ ý nghĩa và cách dùng của nó cho mình như vậy. Còn từ vựng thì thế nào, những cái từ vựng ở xuất hiện trên slide đó. Thế nào, còn ngoài ra những cái trong sách bỏ hết đi nhá. Những cái mà trong sách mà không có nói đến thì các bạn sẽ bỏ qua hết, bởi vì những từ đấy sẽ là những từ không dùng. Được không ạ? Chữ cảnh này thì quá quen rồi đúng không? Cảnh trong từ gì cả lớp? Cảnh sát. Cảnh sát, cảnh báo là gì? Kê cô cự. Kê cô cự. Kê hô. Cảnh cáo là kê cô cự hô, cảnh báo. À. Kê hô. Nhiều quá bây giờ lẫn rồi đúng không? Rồi mình thấy là ở bên trên là chữ kính, trong từ kính ngữ là kê gô, đúng không? Các bạn nhìn thấy chữ bên trên là trong từ kính kính ngữ là kê gô chưa? Ở bên dưới là chữ ngôn đúng không? Nên mình có cách nhớ thôi. Với cảnh sát hãy sử dụng kính ngữ để nói chuyện, nhớ chưa nào? Đó, thì đấy là cách nhớ rất là dễ, và dựa vào đấy thì mình cũng có thể dễ dàng viết được cái chữ Hán đấy đúng không? Với cảnh sát thì dùng kính ngữ để nói chuyện. Kê, và nó chỉ có một dạng là kê thôi. Bắt đầu. Từ đầu tiên, cảnh quan đọc là gì đấy? Kê cần. Kê cần. Kê cần. Chính là cảnh sát. Đúng không? Kê cần là cảnh sát. Nói về người cảnh sát. Quan mà. Quan chính là người mà. Đúng không? Kê cần. Hashire. Kê cần ga kite ru yo. Kite ru yo. Chạy thôi, cảnh sát đang đến. Được không? Tiếp theo, cảnh cáo là gì đây? Cảnh cáo. Kê cô cự. Kê cô cự. Kê cô cự. Đó nè. Ví dụ của mình rất là hay nhá. Nên các bạn về nhà ôn tập lại thì nhớ đọc ví dụ và dịch nó lên. Được không ạ? Chứ đừng có bỏ phí những ví dụ như vậy. Nếu như mà bỏ phí những ví dụ đó thì rất là tiếc ạ. Được không? Đọc lại và ôn lại và dịch ví dụ thì sẽ giúp chúng ta hiểu đúng cái từ vựng đó hơn. Được không ạ? Có ai đọc và đọc ví dụ mà không hiểu cái câu ví dụ đấy nghĩa là gì không ạ? Hôm trước có bạn nào là bạn nào nói là nhiều cái ví dụ thì em thấy dễ hiểu, nhưng có những cái ví dụ thì em không dịch được. Thì khi mà mọi người thấy ví dụ nào không dịch được thì nhớ hỏi nhé bạn ạ. Được không cả đấy? Hay. Rồi cảnh bị là gì đây? Kê bị. Kê bị. Kê bị chính là sự bảo vệ. Thế nào? Kê bì. Từ này có hai nghĩa, một là nói về anh bảo vệ, hai là sự bảo vệ. Thế nào? Kê bì ô. Chữ cường và chữ hóa đọc là gì đó? Kyo ka suru. Kyo ka. Kyo ka ở đây là tăng cường, là đẩy mạnh. Nhớ nghĩa từ này nhé. Kyo ka suru là tăng cường, là đẩy mạnh. Vậy kê bì ô. Kyo ka suru chính là để tăng cường sự bảo vệ. Thế nào? Tăng cường sự bảo vệ. KB
chính là bác bảo vệ, KBE chính là anh bảo vệ đó, đúng không? Đấy, Kyoka tăng cường là đẩy mạnh, nhớ thêm cái động từ này nữa, đúng không? Tiếp tục, cảnh giới. Cảnh giới là gì đấy? Cảnh giới cả đó. Kê cai, đúng rồi, từ này cũng cần phải nhớ. Kê cai ở đây chính là sự cảnh giác, sự đề phòng. Kê cai sự cảnh giác, đề phòng những cái nguy hiểm. Được không? Kê cai sự. Thì kê nó, kê cai sự cảnh giác nguy hiểm, đề phòng nguy hiểm. Được không? Kê cai sự. Tiếp tục. Quá dễ luôn. Cảnh báo là gì đấy? Kê hô. Kê hô. Hồng thủy là gì? Cô rơi. Cô rơi, rơi không biết đâu. Mưa lớn là gì? Oame. Oame cô rơi kê hô. Chính là cảnh báo. Mưa lớn có thể dẫn đến gì đấy? Lũ lụt. Đúng không? Đó. Tiếp tục, đó đến chữ sát, sau chữ cảnh chính là chữ sát, đúng không? Sát này được dùng trong từ cảnh sát thì không nói, còn trong từ quan sát nữa đúng không cả lớp? Quan sát là gì? Quan sát chữ. Quan sát chữ, đúng không? Hay, sát chữ. Mọi người thấy cách nhớ của nó nhé. Ở bên trong là chữ tế, tế là buổi lễ, omaturi đúng không? Omaturi. Ở trên là bộ miên, chính là mái nhà. Nên mình nhớ là ngồi trong nhà quan sát lễ hội, hay nói khác là ngồi trong nhà xem lễ hội, hiểu không? Hay đầu tiên quan sát, tôi đọc là gì đây cả lớp? Quan sát. Mushi no ugoki hiểu là gì? Cái sự di chuyển của con vật. Sự di chuyển hoặc sự hoạt động của một cái con vật, con côn trùng. Tiếp theo cảnh sát là gì? Kê sát tử. Được không? Các bạn có thắc mắc kê sát tử với kê càng khác nhau như nào thì kê sát tử nói về ngành cảnh sát, còn kê càng nói về người cảnh sát. Được không ạ? Mình có tìm hiểu thì ở trên người Nhật người ta có giải thích sự khác nhau như vậy. Được không? Còn khi mà chúng ta dùng, chúng ta nói từ nào cũng được, kê sát tử hay kê càng đều được. Được không cả lớp? Không quan trọng, cần phải phân biệt như vậy, đúng không? Còn những ai thắc mắc thì có thể nhớ như thế. Tiếp theo, chữ chuẩn là chữ sát, từ này học rồi, ôn tập lại thôi ạ. Xin sát tử. Xin sát tử là gì? Xin sát tử là gì? Kiểu như là thăm khám. Là khám bệnh thôi, đơn giản là khám bệnh thôi, đúng không? Biokide, xin sát tử ok rồi. Chúng ta tham gia khám bệnh tại bệnh viện. Đó. Xin sát tử, chúng ta khám bệnh. So với xin đan thì sao sensei? Xin đan là kenko xin đan, nó chính là cái việc mà khám sức khỏe định kỳ em. Ví dụ 3 tháng em có một cái cuộc khám sức khỏe định kỳ đúng không? Còn đơn giản hôm nay em tự nhiên thấy người em yếu, em không được khỏe, em đi đến bệnh viện và em xin sát tử sẽ được. Xin sát tử ok được. Đấy là nó sẽ khác nhau về cách dùng kiểu như vậy. Kenko Shindan nó thường nói về các cái cuộc kiểm tra sức khỏe, khám bệnh định kỳ ấy, định kỳ trong một cái thời gian cố định của mình á. Yes, hiểu chưa? Hay. Yeah, okay. Hay. Rồi nhớ một động từ cho mình ạ. Các bạn thấy này, sát đúng không? Động từ nhá. Thực tế nó không có ở trên phía trước đúng không? Nhưng các bạn sẽ nhớ động từ đó là sát sư được. Satsuru. Nhớ chưa? Satsuru ở đây là đồng cảm. Nhớ nhá. Satsuru là đồng cảm. Đồng cảm với cái tâm trạng, với cảm xúc của một người nào đó thì đó là satsuru. Satsuru chính là đồng cảm. Satsuru. Vậy kimochi o satsuru thì hiểu rồi nhá, đồng cảm với tâm trạng với cảm xúc của bạn, được không? Tiếp theo, âm Hán Việt chính là nghĩa luôn, đọc là gì? Satsuru. Kô satsuru là khảo sát,
là xem xét, được không? Nghĩa là khảo sát, là xem xét nhé. Khô sát là khảo sát, là xem xét, được không? Khô sát, khảo sát, xem xét, được không? Hai, mình sẽ lại gặp những cái từ giống nhau, đúng không? Các bạn thấy chương số 10 này không biết bao nhiêu như cái giống nhau, gần giống nhau rồi, đúng không? Rồi bây giờ nhìn vào đây, chúng ta cùng nhau nói trước. Chữ này là chữ sát thì vừa mình nói rồi, đúng không? Trong từ quan sát, cảnh sát, khảo sát. Thế còn chữ này là chữ gì? Tế. Màu đỏ. Tế vừa nói là ngồi trong nhà quan sát lễ hội, đúng không? Thì đây là lễ hội. Còn đây là chữ gì? Nó có một phụ bên trái. Đây là chữ, cũng là chữ tế, đúng không? Nhưng tế trong từ quốc tế. Quốc tế. Kokusai, đúng không? Còn đây là chữ sát. Sát, sát này có nghĩa là, ví dụ nó có một động từ là kosuru. Kosuru là rụi, là rụi, là trà, là hành động rụi trà, thì đó là chữ sát này. Và nó có một từ nữa là ma sát. Ma sát mà là ma sát, mâu thuẫn đó. Rồi thì mọi người tránh nhầm lẫn nhá. Ngồi trong nhà mình sẽ lấy cái này làm gốc, đúng không? Tế, đúng không? Tế thì sẽ là lễ hội, thì ngồi trong nhà quan sát lễ hội có bộ miên bên trên, đúng không? Quốc tế, đúng không? Quốc tế thì có cái bộ phụ bên trái, đúng không? Còn dụi mắt, dụi mắt thì dùng bằng tay, được chưa nào? Dụi mắt, quan sát và dùng tay để dụi lò, dụi mắt của mình đó, nhớ như vậy, được không? Bây giờ mình sẽ đi đến những từ vựng nào: cảnh sát, quan sát, chẩn sát, thị sát. Mấy cái từ này đọc được hết rồi, đúng không? Đọc lại một lần nữa cho nhớ nào. Cảnh sát là gì đây? Cảnh sát đa ra cứ sai là sai luôn đấy. Đại học matsuri. Đại học matsuri. Và lễ hội đúng của mình là gì đấy? Ô matsuri. Rồi đến chữ tế. Quốc tế là gì đấy? Quốc tế sai. Thực tế là gì? Sai. Sai. Giao tế là gì? Cô sai. Cô sai sư đội là gì? Giao lưu kết bạn, đúng không? Giao lưu kết bạn với một ai đó, được không? Thì nó là cô sai. Rồi đây là chữ sát, đúng không? Động từ của nó sẽ là cô sư đội, nếu cả đó cô sư đội là rụi mắt, là chàng. Cô sư đội là rụi mắt, là chàng. Đấy, mình nhớ là bên trái là cổ thủ, bên phải là chữ sát trong từ quan sát, đúng không? Thì mình nhớ là vừa quan sát vừa dùng tay để rụi mắt, thì đó là nhớ để tránh nhầm lẫn với các trường hợp khác, đúng không? Và chữ ma, chữ sát thì đọc là ma sát. Ma sát chữ. Ma sát chữ này có hai nghĩa cả đó. Một là sự ma sát, hai là sự mâu thuẫn giữa con người, nhớ không? Ma sát hoặc mâu thuẫn. Được chưa? Rồi thì đấy là bốn cái chữ mà tránh nhầm lẫn ở kiến thức của trung cấp này. Được không cả lớp? Thực ra cái từ cô sư lự này, những bạn nào mà học nên từ vựng, sau này các bạn học từ vựng mimi của N1 thì các bạn mới học cái động từ này. Còn ở N2 chưa gặp nhiều cái động từ này. Được không cả lớp? Đấy, rồi, đấy là cái phần bổ sung thêm. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với chữ 265. Thự. Thự có nghĩa là gì? Thự có nghĩa là gì cả đó? Nó cũng có một nghĩa là bút danh bút tích. Nhưng thự này nó còn có một từ, thự này nó hay sử dụng nhiều nhất, để nó sử dụng để nói về một nơi, một chỗ nào đấy liên quan đến nhà nước, hiểu nào? Ví dụ như trạm cảnh sát này, trạm cảnh sát này, trạm phòng cháy chữa cháy này, phòng thuế này, cục thuế, phòng thuế này, đúng không? Thì đó là sở. Và nó sẽ đọc là sổ,
không có trường âm nhé. Sho không có trường âm. Nhớ nào. Bắt đầu. Gì đây ạ? Kê sa chư sho. Kê sa chư sho. No. Chô chô. Sho chô. Có nghĩa là gì? Sho chô ở đây là cảnh sát trưởng. Ờ. Chô là cảnh sát trưởng. Còn kê sa chư sho là một cái phòng cảnh sát. Được chưa nào? Cảnh sát trưởng của một cái phòng cảnh sát nào đó. Thế nào? Cái kê sát trực sổ đây chúng ta hiểu đó là một cái phòng cảnh sát của một tỉnh hoặc một đơn vị nào đấy. Phương, thế nào? Kê sát trực sổ. Tiếp tục, phòng trạm phòng cháy chữa cháy là gì? Sô bô sô. Sô bô sô. Tôi nói gặp nhiều rồi, thế nào? Tiếp tục, phòng thuế là gì đấy? Dê mưu sổ. Dê mưu sổ. Đúng không? Phòng thuế. Dê mưu sổ. Nhân viên của phòng, nhân viên của một cái cơ quan nào đấy thì được gọi là sổ. Sổ in. Ví dụ dê mưu sổ nó sổ in. Đúng không? Nhân viên tại phòng thuế hoặc là sổ bô sổ nó sổ in. Được chưa? Bộ thử. Đọc là gì? Bưu sổ. Bưu sổ. Từ này có nghĩa là một cái phòng ban trong công ty nào đó. Thế nào? Busho là một phòng ban trong công ty nhé. Busho là phòng ban trong công ty. Đúng không? Và một từ này mình thấy hay dùng nhất này. Chữ thự và chữ danh. Someseru. Someseru. Chính là ký tên. Ở đây chính là ký tên vào trong một cái giấy tờ, một cái hợp đồng đó. Someseru, các bạn thấy không ạ? Kê ra cửa sổ ní. Someseru. Sô không có trường âm nhé. Sô không có trường âm. Được không? Someseru. Ok. Hai. Hai, mình đã thấy có mấy cái giống nhau rồi. Được không? Đã có mấy cái giống nhau. À, thực chất là nó vẫn còn nữa. Còn nữa đúng không? Để mình bổ sung luôn vào. Không biết hôm trước có bạn nào xem livestream của mình đâu nhỉ? Lớp mình có ai xem livestream không? Nếu mà ai có xem livestream thì chắc chắn sẽ biết rồi. Đây nữa. Mọi người đợi chút nhá, sẽ bổ sung luôn cho nó đủ luôn một loạt rồi. Được nè. Cái giống chữ màu đỏ là mình xem. Có thì ơi. Ờ nhỉ, nó giống quá đúng không? À giống rồi, xin lỗi, từ từ. Chắc tổng mắt còn một cái nữa. Bạc gì này. Bốn chữ thôi mà. Đây là cửa ra sơ. À, còn một cái nữa, chắc tổng mắt thế. À, ra rồi, nhớ ra rồi. Cái này, có nhìn, có nhìn đúng không? Có nhìn không? Đây, xong rồi. Ok. Ta có 4 chữ. Mọi người nhìn thấy ở dưới nó đều là chữ giả. Giả là người đúng không? Đúng không? Ở trên là bộ Nhật là mặt trời. Thì chữ này là chữ thử. Thử này có nghĩa là gì? Nóng. Ở trên là bộ thảo. Thảo này có nghĩa là viết sách, đúng không ạ? Chữ này có nghĩa là viết sách hay là khác là tác giả là viết sách ấy, đúng không? Thì cái tác giả này, cái người tác giả này đang viết về hoa cỏ, đúng không? Đang viết một cuốn sách về hoa cỏ hoặc là rau cỏ, bởi vì nó có bộ thảo bên trên, đúng không? Chữ thự thì cảnh sát, đúng không? Chúng ta có từ kê sa chữ sổ, đúng không? Thì ở hoa cỏ cảnh sát thì có rất là nhiều ánh mắt, thì là bộ mục nằm ngang, đúng chưa? Còn đây là chữ chứ. Chứ này là đôi đũa. Đôi đũa, hashi, đúng không cả lớp? Thì ở bên trên là bộ trúc, đúng không? Bộ trúc này chính là tre là trúc. Nhớ là người này đang dùng đôi đũa bằng tre, bằng trúc. Được không? Thì đấy là 4 chữ gần giống nhau. Nên các bạn cố gắng ghi chú lại những cái điểm làm sao để chúng ta có thể phân biệt được. Được không? Rồi đầu tiên, những từ vựng liên quan đến chữ thử này luôn. Nóng là gì đấy? À chơi. Oi bức là gì đấy? Mưu xì à chơi. Tiếp theo, động từ là gì ạ?
Động từ. Động từ của chữ chứ này đọc là gì? Kurasu. Sao lại kurasu? Trời ơi. Dạ. Không. Xuất bản sách là gì biết không ạ? Hô, à, viết sách sẽ là không ố. Arawasu. Động từ của nó sẽ là arawasu. Được rồi đó. Arawasu. Không ố. Arawasu. Thì nhớ viết sách. Chữ chứ và chữ giả đọc là gì? Tác giả là gì? Chosa. 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 Chô không có trường âm nhá. Chosa. Tiếp tục, tác giả nổi tiếng là gì? Chome. 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 Đấy không? Còn chữ thự thì chúng ta có một loạt đây rồi đúng không? Nào, cảnh sát này. Chúng ta phòng cháy chữa cháy này. Thuế này. Và ký tên là gì đấy? Chome. 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 Hiểu không? Còn cuối cùng chính là đôi đũa. Ohashi. Ohashi. Yeah. Ohashi. Ok. Đấy. Đúng không? Nhớ chú ý bốn chữ Hán này tránh nhầm lẫn với mình. Được không cả đó? Đấy. Rồi, tiếp tục.